Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc em một buổi xem video vui vẻ. Và hiện tại bây giờ Khải vừa off livestream luôn nè. Off livestream xong rồi Nambi có bị em inbox bảo là mua cái gia truyền kháng cảm 17 của Khải này nè, với cái giá là full kim là khoảng 32 kim, mà tầm này thì kim ông bảo nó khá là rẻ nè. 32 kim mà nhân cho 60 đi, adder bán 60 thôi. Thì nói chung kim bảo tầm này rất giá, là 32 kim tầm 2 triệu. Thì ok, Khải Nambi thì một người em khá là quen rồi. Anh em có xem kênh thì cũng biết, nhiều lúc Khải cũng kêu anh em qua ủng hộ Nambi này nọ. Thì anh em cũng biết rồi, Nambi tầm này cũng sang bot này nọ, nhưng mà tầm này sang bot bị phá nhiều quá. Thì ai đâu, trong bang Khải thì phá chứ ai đâu, mà Khải đâu có làm gì đâu. Bang Khải thì có người này người kia, họ ganh ghét với nhau, họ là ví dụ họ ghét người này, họ ghét người kia thì họ có thể đi phá là chuyện bình thường. Còn chuyện Khải thì Khải không đi phá ai cả. Mà nhiều khi livestream anh em cứ vào chửi Khải này nọ cũng hơi buồn. Nhưng mà nhiều khi vấn đề này Khải cũng chả biết nói sao. Nhưng mà những anh em mà cứ nói này nó nọ, gây quơ, đá điểu các kiểu, thì những cái comment đó nhiều khi Khải xóa thôi anh em à. Còn anh em nào mà canh quá thì Khải ban luôn. Đó, Khải nói thiệt, chơi thì chơi game, Khải chưa bao giờ làm một cái hành động gì mà đỡ anh em phải hùa hạ vào chửi Khải này nọ, không có. Nên là bữa giờ like cũng buồn buồn, bữa giờ gần cả tuần nay. Thì nói chung thì Khải không thích cái điều đó. Thì anh em có xem được video này thì đừng làm vậy nữa. Tại vì Khải đâu có làm gì đâu. Biết là Khải trong ban tuyệt thế, nhưng mà Khải không có làm. Nên là anh em đừng có đá đổ vào Khải làm gì, đừng có suy nghĩ này nọ làm gì, nó mất hay đi. Khải là không thích vậy. Thì ok, nói chung là ở video này thì cái gia truyền này Khải đang rào bán 45 kim, là tương đương khoảng 3 triệu. Nambi mua Khải 32 kim. Thì cũng như Khải bớt cho Nambi một tí thì nó dao động khoảng 2 triệu thôi em. Ok, nói chung là không đỡ lâu nữa, giao dịch cho em đấy. Đó, bán được 32 kim gia truyền rồi nha anh em. Thì anh em nào có thích xem bot thì cứ vào kênh Nambi mà anh em xem. Đó, việc người nào người đó xem, anh em thích ai thì anh em xem người đó. Khải không có cấm anh em phải xem Khải làm gì, anh em hiểu không? Khải không có cấm, Khải không có ép anh em phải xem Khải làm gì. Khải chỉ muốn ở đây á là mình livestream vui vẻ, hòa đồng vui vẻ với anh em, và muốn dành cho những cái giây phút đáng nhớ của anh em, những cái thời gian Khải lên livestream, Khải làm một lần 4-5 tiếng Khải cũng mệt chứ anh em. Khải like đỡ hứa hẹn mà mong anh em nhớ về một ký ức vào năm thời 2005 cho anh em vui, cho anh em có cảm giác quay về tuổi thơ đó là vui. Chứ Khải đâu có cái kiểu mà tự nhiên đi livestream tao đánh thằng này, tao phá thằng kia rồi gây sự gây chết anh em làm gì. Những anh em fan của nhau á thì anh em nên hiểu rằng cái vấn đề nó xảy ra từ đâu và nó như thế nào, anh em hiểu không? Chứ còn anh em cứ tự nhiên vào rồi chửi Khải, a thằng này ban tiệc thớ này không chơi với nó nữa, rồi anh em hủy kênh nó đi, hủy đăng ký kênh nó đi, cho người đó nó đi phá bot này nọ. Ủa Khải đâu đi phá đâu, anh em hiểu không? Cái vấn đề là chỗ đó. Nên là Khải tôn trọng những anh em hiểu biết, những anh em biết vấn đề và những anh em luôn luôn ủng hộ Khải thì Khải rất cảm ơn anh em. Còn những anh em mà không biết về Khải thì anh em cứ tìm hiểu, rồi anh em có thể tiếp xúc với Khải, dần dần anh em sẽ biết Khải như thế nào và cách chơi Khải như thế nào và cách sống Khải như thế nào trong game. Đó, nói chung là vậy. Còn nói chung thì cũng không có gì hơn. Cũng cảm ơn anh em đã thời gian qua luôn ủng hộ Khải và luôn theo dõi Khải cho đến bây giờ. Và với Khải không có gì hơn, chúc anh em một ngày xem video vui vẻ. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye anh em. Mong rằng cái chuyện này nó sẽ qua đi một cách nhanh nhất, và mong rằng tất cả anh em xem, anh em thích xem Khải thì em có thể xem ủng hộ, anh em thích xem Nambi thì anh em xem, anh em thích xem OLED anh em xem, anh em thích xem Quyền anh em xem. Đó, cái đó là không ai cấm anh em cả. Đó, và thôi, mỗi người một cách chơi và mỗi người một cách nói chuyện và mỗi người một cách làm cho anh em thích thú. Đó, thì anh em cứ thích thì anh em thử ghé kênh Khải ủng hộ cũng được, và ghé ai cũng vậy thôi. Ok, bye bye mọi người. Khải rất là bình đẳng với anh em, không có sao cả. Bye bye mọi người. Nói chung là gia truyền là Khải định rao 3 kim, nhưng mà Nambi mua 2 kim 2 triệu ok cũng được. Nói chung là bán giá hữu nghị cho thằng em. Bye bye anh em nha. Tầm này khuya anh em đang ngủ, mới offline luôn rồi. Em nói kêu vào giao dịch ok vào luôn cho nó máu.